theo em thì phụ nữ có những lúc sướng, có những lúc khổ. Thường thì sướng khi những ngày mà kiểu ngày phụ nữ của họ như 20 tháng 10 hoặc là mùng 8 tháng 3 thì họ sẽ được kiểu tôn vinh, kiểu chiều chuộng, người yêu sẽ mua quà các kiểu. Thế có những lúc khổ là ví dụ như em đây, em không có ai cả, cũng chẳng tặng quà, cũng chẳng cần nhớ đến. Thế một mình không thôi. Kiểu không hẳn khổ mà cảm giác mình hơi tủi thân. Không sao. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là khóc hay vui là cười. Nhưng mà cái này có được phát lên trên toàn trường không chị? À, em chỉ thông báo nhẹ thôi ạ. Em vẫn còn một mình ạ. Em vẫn còn một mình ạ. Thế thì phụ nữ thì có hai cái, vừa được sướng và vừa được khổ ạ. Em thân thể là, như là chúng ta thấy thì người phụ nữ thì ở nhà thì thấy cũng có một số cái là khổ, như là chẳng như là phải tự làm được nhà, đuổi chợ, rửa bát, quét nhà. Cũng có cái là hạnh phúc, nói chung là những cái ngày chẳng như là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 thì người phụ nữ sẽ được đền bù từ người chồng của mình và người yêu của mình. Sướng ấy. Thấy làm phụ nữ thì sướng nhất là buổi tối. Tại vì buổi tối thì được đi chơi với người yêu, này, ăn mặc đẹp, son phấn, nhìn lung linh, ăn ngon, đi chơi. Nói chung là buổi tối sướng. Còn ban ngày thì em thấy làm phụ nữ khổ hơn. Tại vì ban ngày thì phải làm việc nhà này. Ví dụ có người yêu thì phải chăm lo cho người yêu, vất vả hơn buổi tối. Nên em nghĩ là làm phụ nữ thì chỉ thích buổi tối thôi, còn ban ngày thì vất vả. Theo riêng bản thân em cảm nhận thì làm phụ nữ thì có hai thứ, đó là sướng và khổ. Sướng ở đây có nghĩa là làm phụ nữ thì sẽ rất có là nhiều ngày, ví dụ như ngày mùng 8 tháng 3, ngày 20 tháng 11, ngày 14 tháng 2, vân vân, ngày quốc tế thiếu nhi thì làm phụ nữ sẽ được nhận rất là nhiều quà từ những bạn trai, từ người yêu. Còn làm phụ nữ rất là khổ ở đây là khi mà phụ nữ lấy chồng xong thì sẽ phải lo cho chồng con, sẽ phải làm những công việc như quét nhà, rửa bát. Nên thì là phụ nữ sướng lúc cần sướng mà khổ lúc cần khổ. Sướng bởi vì là được thứ nhất là được làm đẹp, được chiều chuộng này, cả là được hay được mọi người giúp đỡ. Còn khổ là kiểu là hay bị đau bụng, mà đau bụng đau lắm, không chịu được. Và thứ hai là hay phải làm việc nhà. Thứ ba là dễ bị tổn thương. Em thấy là làm phụ nữ vừa sướng vừa khổ ạ. Cũng có lúc sướng lúc khổ. Lúc sướng là kiểu là vào những ngày lễ thì mình sẽ được các bạn trai dẫn đi chơi, được nhận quà, được bạn trai mình cưng chiều. Còn khổ thì phụ nữ thì vốn sinh ra đã khổ sẵn rồi chị ạ. Phụ nữ có sướng hay không tùy theo cái cách mà mọi người nhìn vào người phụ nữ đấy như thế nào. Nhưng theo em nhìn vào ấy, phụ nữ có sướng hay không thì chỉ có về đêm mới biết. Phụ nữ thì có rất nhiều thể loại là người phụ nữ. Thì nếu mà để là người phụ nữ sướng thì là người phụ nữ mà thành đạt, tự chủ về tài chính, kinh tế cũng như là các cuộc vui chơi của mình. Đấy, theo quan điểm của em là như thế. Theo em nghĩ thì làm phụ nữ có những lúc sướng và có những lúc khổ. Những lúc sướng thì là lúc được có những ngày như ngày 20 tháng phụ nữ, 2 tháng 10 và 8 tháng 3, được khi họ được nhắc đến và được tôn vinh. Thêm khổ là người phụ nữ thường hy sinh nhiều hơn vì gia đình, đôi lúc quên đi cả chính mình. Là phụ nữ sướng hay khổ ấy ạ? Tại vì là em chưa phải phụ nữ, em mới là con gái thôi chị, nên là vẫn thấy sướng. Ở nhà với bố mẹ thì bố mẹ chiều, các bạn nam thì đúng là em thấy, thường thì em thấy trong lớp em là từ cấp 1 đến đại học giờ bạn nam đều ga lăng hết. Đi một ngày trước cấp 3 thì học nội trú ạ, không có nước các bạn, mùa đông nào cũng xách nước cho em tắm. Không cần có người yêu chị ạ, em vẫn ế. Theo em là phụ nữ là sướng ạ.
bởi vì là phụ nữ thì sẽ được cánh đàn ông chiều chuộng. Dạ, và nhưng mà thật ra thì cũng có cái khổ riêng và cũng có cái sướng riêng, bởi vì là phụ nữ thì thứ nhất là em vừa nói là phụ nữ là được đàn ông chiều chuộng, cái thứ hai là cũng các bạn nữ thì hàng tháng là hay có một cái gì đó gọi là vấn đề tế nhị ạ, thì cũng cái đấy cũng nó cũng khá là khó chịu và hàng tháng đều phải chịu đựng, thì em nghĩ cái đấy là cái khổ. Em thường hay chơi các bạn nữ thì các bạn nữ bảo là đến những cái ngày đấy là nó rất là khó chịu và cáu bẩn. Phụ nữ vừa sướng vừa khổ. Lúc mà mình còn trẻ, mình thích làm đàn ông lắm. Với mỗi một lý do là để được chủ động đi tán người ta nếu như mình thích. Nhưng sau khi mà có gia đình rồi thì lại thích làm phụ nữ. Làm phụ nữ có cái hạnh phúc là được nuôi một đứa, những đứa con ở trong bụng, từ trong bụng 9 tháng 10 ngày, bao bọc chở che, và sau đó thì làm mẹ sinh ra con. Và cái niềm hạnh phúc của người mẹ khi cho con bú thì cái hạnh phúc đấy đàn ông không bao giờ có được. Thực ra câu hỏi này phải nói là phụ nữ sướng hay khổ hơn đàn ông. Theo quan điểm của tôi thì phụ nữ khổ hơn đàn ông. Bởi vì ngoài công việc cho xã hội thì phụ nữ còn phải chăm lo cho con cái, dành nhiều thời gian cho con cái và gia đình nhiều hơn. Phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Đấy là một cái rất là vất vả. Riêng bản thân gia đình tôi cũng thế. Tôi hiện nay phải lo cho công việc cũng như lo cho hai đứa nhỏ. Tôi nghĩ rằng với câu trả lời của tôi thì 100% chị em ở trường Đại học Việt Nam sẽ đồng ý với câu trả lời của tôi. Còn các bạn thì sao? Nhân dịp 20 tháng 10, xin kính chúc và các chị em nói chung và các chị em ở trong trường Đại học Việt Nam nói riêng luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn nhận được nhiều tình yêu thương từ bạn bè đồng nghiệp cũng như từ những đức ông chồng, những người thân trong gia đình. Thực ra đối với chị là phụ nữ với lại đàn ông mỗi người có một cái khổ khác nhau. Thứ nhất là đàn ông thì họ phải ra ngoài kiếm tiền, còn phụ nữ thì ngoài kiếm tiền ra thì mình còn phải lo cho con cái, chăm sóc con cái, gia đình nữa. Thế theo bạn là phụ nữ sướng hay khổ? Bây giờ phụ nữ một năm thì có 2 ngày, còn đàn ông anh em mình làm gì có ngày nào? Thế theo bạn đó là sướng hay khổ? Các bạn sẽ tự trả lời. Thế còn từ về phía cá nhân tôi thì bây giờ ở nhà thì cơm tôi nấu, bát thì tôi rửa, nhà tôi quét, con tôi chăm và cho đi chơi. Thế theo bạn, vợ tôi sướng hay khổ? Theo tôi thì làm phụ nữ rất là sướng vì được cầm tiền của chồng này. Năm thì rất là nhiều dịp lễ được tặng quà, rất nhiều hoa và quà. Không thể, bởi vì em là nam ấy. Là con trai là theo em là rất là tự do, thoải mái. Dạ em không ạ. Dạ bởi vì em không muốn nghĩ đến cái cảnh mà bị cái đấy ạ. Nếu mà được chọn lại thì em cũng muốn được một lần làm phụ nữ để được trải nghiệm những cái ngày mà người phụ nữ được trải qua mà những cánh đàn ông như bọn em chưa được trải qua bao giờ cả. Nếu mà được làm phụ nữ thì em chỉ thích làm phụ nữ vào buổi tối thôi, còn ban ngày thì không thích. Trong nhiều trường hợp thì đôi lúc mình cũng muốn mình yếu đuối một chút chị ạ. Nên là sẽ có lúc em sẽ chọn mình người phụ nữ. Em được chọn thì em vẫn là chọn con trai ạ. Vì làm con trai thoải mái hơn, có thể nóng thì có thể cởi trần. Và đôi lúc làm con trai có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Không, em sẽ làm con trai chị ạ. Tại vì sao chắc em sẽ đi tàn hết nhưng mà bạn lứa mà em thích. Để em lại cảm thụ lại những cái cảm giác lúc đấy. Trời ơi, sướng lắm. Sướng lắm. Nếu mà chọn lại thì em muốn thử làm các bạn nam để đi đánh nhau với các bạn nữ ạ. Bỏ đi mà làm người. Bỏ đi mà làm người. Nếu mà có kiếp sau
thì mình sẽ vẫn làm phụ nữ. Bởi vì những cái niềm hạnh phúc của người phụ nữ, người mẹ thì đàn ông không bao giờ có được. Mình thấy phụ nữ sau khi đẻ xong thì bụng sẽ nhỏ đi và mình cũng mong được là phụ nữ để bụng mình được nhỏ đi. Nếu mà được chọn lại thì tôi vẫn là đàn ông hơn. Ông trời tạo hóa thế nào thì mình cứ chấp nhận thế thôi. Giờ giả sử như con muốn thì cũng không được.